Phước Sang bất ngờ xuống tóc để chịu tang cha vừa qua đời. Hành động của đạo diễn Phước Sang khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Mới đây, gia đình Phước Sang vừa báo tin, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh phổi mãn tính thì cha ruột anh, ông Lưu Quang Nhật, sinh năm 1931, đã trút hơi thở cuối cùng lúc 0 giờ 35 ngày 27 tháng 10, hưởng thọ 86 tuổi. Thông tin này đã khiến người hâm mộ lẫn nghệ sĩ Việt khá bất ngờ và gửi lời chia buồn đến gia đình anh. Tại đám tang của cha, Phước Sang bất ngờ xuống tóc vì theo anh quan niệm, cái đầu là để thờ cha mẹ. Phước Sang đã nhờ các sư thầy xuống tóc cho anh như để tỏ lòng báo hiếu với cha. Trước đó khi mẹ ruột qua đời, Phước Sang cũng đã hành động như này một lần. Hành động báo hiếu cha đầy bất ngờ của Phước Sang, anh nhờ các sư thầy xuống tóc cho mình ngay bên cạnh bàn thờ của cha. Được biết, tang lễ cha Phước Sang được tiến hành tại Tư Gia, lễ động quan lúc 9 giờ sáng ngày 29 tháng 10, sau đó an táng tại đất nhà tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Trước tin buồn này, nhiều sao Việt đã nhanh chóng gửi lời chia buồn và động viên đến gia đình Phước Sang. Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân gửi lời đến gia đình Phước Sang. Ca sĩ Phương Thanh, diễn viên Lý Thanh Thảo gửi lời chia buồn trước thông tin này. Diễn viên Thân Thí Hà, Hà Trí Quang cũng gửi lời động viên đến gia đình đồng nghiệp. Từng có tuổi thơ nghèo khó, Thanh Thảo khiến ai cũng ngưỡng mộ bởi cuộc sống hiện tại giàu như mơ. Khối tài sản mà giọng ca búp bê con trai sở hữu khiến ai cũng phải trầm trồ và ghen tị. Vào nghề được gần 20 năm, Thanh Thảo đã có một chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt. Không chỉ thành công trong sự nghiệp ca hát, giọng ca sinh năm 1977 từng sáng lập công ty riêng tổ chức biểu diễn, quản lý ca sĩ và lăn xê thành công, nhiều nghệ sĩ trẻ như Ngô Kiến Huy, Ngân Khánh. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, Thanh Thảo hiện đã sang Mỹ định cư. Tuy nhiên, cô vẫn thường xuyên về nước biểu diễn và tham gia các chương trình truyền hình. Nhờ lao động miệt mài và biết tích cóp, người đẹp đã tự tay sắm sửa nhà cửa và xe hơi. Ở tuổi 40, cô không chỉ giữ được nhan sắc trẻ trung mà còn khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với khối tài sản khổng lồ. Để thỏa mãn sở thích tự trồng cây ăn quả, cô đã tậu cho mình một căn biệt thự sân vườn tại Mỹ, cụ thể là ở thành phố Vallon, California của quận Cam, Mỹ. Những hình ảnh về căn biệt thự đã được chính chủ nhân chia sẻ với đông đảo người hâm mộ. Căn biệt thự của Thanh Thảo tại Mỹ khá rộng với khuôn vườn ngập tràn sắc xanh của cây cối. Cảnh quan xung quanh căn biệt thự của Thanh Thảo ở Mỹ, nữ ca sĩ tự tay chăm sóc các loại rau ngay trong căn biệt thự của mình. Cô thường tổ chức những bữa gặp mặt ấm cúng tại nhà riêng cùng với những người bạn thân trong giới như Quang Dũng và Dương Trự Vũ. Trước đó ở Việt Nam, Thanh Thảo sống tại căn hộ cao cấp ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013. Đây cũng là nơi cô thường xuyên trú chân mỗi khi về Việt Nam công tác. Căn hộ của dòng ca gốc Thái Bình có diện tích 135m² và được thiết kế đẹp mắt với tông màu trắng chủ đạo. Căn nhà được chính Thanh Thảo lên ý tưởng thiết kế với phong cách châu Âu sang trọng và ấm cúng, nơi treo ảnh và các cúp vàng đoạt giải của Thanh Thảo trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Phòng ngủ được bày trí theo phong cách sang trọng. Ngoài ra, cô nàng còn sở hữu thêm một ngôi nhà lớn tại một con hẻm lớn trên đường Hoàng Diệu, quận Phú Nhuận. Số lượng nhà cửa mà Thanh Thảo có được khiến mọi người phải bất ngờ. Ngôi nhà mang đến cảm giác thoáng đãng và mát mẻ khi được bao phủ bởi những tán cây xanh mát. Ngoài khối bất động sản trong và ngoài nước, Thanh Thảo còn có trong tay bộ sưu tập xe sang tiền tỷ. Không bị tác động bởi sự ồn ào lẫn ganh đua của giới showbiz, nữ ca sĩ chọn cách tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng với những chuyến vi vu cùng xế sang. Thanh Thảo sắm chiếc xế hộp màu đỏ mận để làm phương tiện đi lại ở Mỹ vào năm 2015. Tháng 5 2016, Thanh Thảo gây bất ngờ khi cầm lái chiếc xe hơi thể thao màu hồng độc lạ khi tới dự một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, chiếc xe này có giá trị lên đến 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, cô còn tậu một chiếc xe sang trị giá 2 tỷ đồng, một chiếc xế hộp thể thao khác được cô mua ở Mỹ. Vào đầu tháng 10 2017, Thanh Thảo tiếp tục khoe mọi người việc cô mới gia nhập thêm vào bộ sưu tập xe hơi một chiếc xe đắt đỏ. Được biết, dòng xe này được bán tại Mỹ với giá khoảng hơn 3 tỷ đồng. Khi được nhập khẩu về Việt Nam, chiếc xe này có giá dao động từ 4 tỷ đồng. Bi kịch cuộc đời danh hài Lê Giang, từng có ý định tự tử, hai con ruột không chịu nhận mẹ. Có thời điểm Lê Giang phải gánh chịu không biết bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống hôn nhân, khi cô ly dị chồng, hai đứa con không chịu nhận mẹ.
Lê Giang được mọi người yêu mến với hình ảnh một cô diễn viên hài có nhan sắc xinh đẹp quyến rũ, dù đã ở độ tuổi gần 50. Với một chiếc giọng cao, giọng khỏe bẩm sinh, cô đã trở thành đào chính tại các gánh hát tỉnh khi mới được 15 tuổi. Năm 1992, cô kết hôn với nghệ sĩ Duy Phương, khi ấy anh đã 36 tuổi, từng trải qua một đời vợ, còn Lê Giang chỉ vừa 18 trăng tròn. Sau 6 năm sống chung, cả hai đã tổ chức đám cưới nhưng cũng tan vỡ nhanh chóng sau đó vì những cơn ghen của Duy Phương. Lê Giang từng phải hứng chịu nhiều trận đòn khi sống chung với chồng, chỉ cần cô tươi cười với ai thì tối về sẽ bị đánh. Khi chia tay, Lê Giang gặp khó khăn về tài chính, không đủ khả năng nuôi con, cô để lại con trai Duy Phước và con gái Lê Lộc cho chồng nuôi. Mỗi lần thăm con, nó đều bỏ chạy, hễ gặp con ở bất cứ tụ điểm nào nó cũng quay đi. Về nhà thăm, nó cũng không cho gần, ra công viên với con nó cũng chạy, Lê Giang buồn bã kể về chuyện quá khứ. Khi thấy hai con như vậy, Lê Giang chỉ biết khóc. Có nỗi đau nào hơn khi con mình đẻ ra mà không nghe được tiếng mẹ, Lê Giang bất lực. Hai đứa con mình rứt ruột đẻ ra mà giờ cũng không nhận mẹ, mình mất hết rồi. Khi đó mỗi đêm nhớ về con, cô đều bật khóc ít nhất 3 tiếng. Đây có lẽ là những điều mà Lê Giang không thể nào quên được suốt cuộc đời. Đến năm 2009, Lê Giang được người chồng thứ hai bảo lãnh sang Úc định cư. Cuộc sống ở Úc khiến Lê Giang gặp nhiều stress, thậm chí có nhiều lần cô đã nghĩ đến chuyện tự tử. Cô làm neo và không được diễn trên sân khấu như ở Việt Nam. Và một lần nữa, hôn nhân của nữ diễn viên lại tan vỡ. Hiện tại cô là mẹ đơn thân, nuôi con trai nhỏ, là kết quả cuộc hôn nhân thứ hai. Lê Giang vẫn mong muốn có được tình yêu để vơi bớt nỗi đau, tuy nhiên cô chưa tìm được người nào phù hợp. Mối quan hệ của Lê Giang và các con đã cải thiện rất nhiều sau khi các con lớn và hiểu ra mọi chuyện. Cô và các con còn kết hợp nhau trong nhiều dự án. Nhìn hai con trưởng thành, Lê Giang vô cùng hạnh phúc. Ở độ tuổi gần 50, Lê Giang luôn làm người khác ngỡ ngàng vì nhan sắc trẻ trung và xinh đẹp của mình. Rò rỉ hình ảnh Harry Won và tình cũ của Trấn Thành, thân thiết như chị em ở hậu trường game show. Trấn Thành vẫn để tình cũ gác chân lên người. Có thể thấy sau chia tay, Trấn Thành Mai Hồ không ngại đụng mặt và còn thân thiết trước mặt bà xã anh. Harry Won cũng thân thiết trò chuyện với tình cũ của chồng trong hậu trường. Sau hàng loạt những sóng gió trong chuyện tình cảm, Trấn Thành và Harry Won nay đã yên bề gia thất về chung một nhà. Tuy nhiên, cặp vợ chồng Việt Hàn này vẫn gặp không ít tin đồn tình ái như ngó lơ tình cũ, yêu người đồng giới. Mới đây xuất hiện cùng ông xã Trấn Thành trong hậu trường game show Kỳ Tài Thách Đấu, Harry Won không những chăm sóc chồng chu đáo, mà khi bắt gặp tình cũ của nam MC, cô còn tỏ ra khá bình tĩnh, vui vẻ trò chuyện. Dù cố ý không để lộ bản thân sau mắt kính râm và khẩu trang, nhưng các fan vẫn có thể nhận diện được Harry. Thậm chí nhiều người còn bắt gặp, họ còn có những cử chỉ thân mật dành cho nhau, xóa tan tin đồn ngó lơ tình địch. Giọng ca Anh Cứ Đi Đi đã chính thức bình thường hóa mối quan hệ, tưởng chừng là oan gia với Mai Hồ. Mai Hồ thể hiện đúng với biệt danh cư dân mạng vẫn thường hay gọi người mẹ một con này là Fashionista. Để chứng minh cho mối quan hệ tốt đẹp của mình, Trấn Thành không những không ngần ngại khi nói về Mai Hồ, mà còn khẳng định rằng Mai Hồ rất có thẩm mỹ về thời trang. Trong chương trình, Trấn Thành và Mai Hồ đóng cặp rất ăn ý, anh luôn có cử chỉ âu yếm ôm eo tình cũ khi cô nàng tuyên bố có thai với anh. Hậu chia tay, đây cũng là lần đầu tiên cả Trấn Thành và Mai Hồ diễn xuất chung cho một tiểu phẩm với nhau. Dễ dàng nhận thấy rằng mối quan hệ giữa Trấn Thành và tình cũ Mai Hồ đến nay vẫn rất tốt. Không những cùng nhau luyện tập diễn xuất mà còn bắt đội với nhau trong các trò chơi vận động. Tập 6 của Kỳ Tài Thách Đấu mùa 2 phát sóng lúc 20h30 Chủ nhật 29 tháng 10 trên kênh HTV7. Bị giám khảo chê khóc sau chung kết là xấu mặt, Huyền My lên tiếng đáp lại. Nhà thiết kế Sĩ Hoàng, một trong những thành viên ban giám khảo Midrange International 2017, không thích việc Huyền My khóc sau chung kết và cho rằng điều đó thật đáng xấu hổ. Với cương vị là nước chủ nhà, cùng việc chương trình có tới 3 vị giám khảo Việt Nam, Lý Nhã Kỳ, Hoa hậu Giáng My, nhà thiết kế Sĩ Hoàng,
việc Huyền My chỉ dừng lại ở vị trí top 10 và bật khóc nức nở trong hậu trường khiến nhiều người suy đoán rất có thể người đẹp này đã bị chèn ép. Khi được hỏi về nguyên nhân vì đau Á hậu Việt Nam 2014 chỉ dừng lại ở top 10, nhà thiết kế Sĩ Hoàng thẳng thắn cho biết kết quả chung cuộc là tổng hợp quá trình trong suốt 3 tuần kể từ khi bắt đầu thi trang phục dân tộc và cả những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường. Người chiến thắng trong cuộc thi này trong năm tới có sứ mệnh như một đại sứ hòa bình, phải thân thiện và chân thành. Huyền My có sự nổi bật tiến bộ, nhưng khi so tài đức với tất cả các khía cạnh khác thì rõ ràng việc vào top 10 đã là một sự ưu ái. Đừng nói tới việc làm hoa hậu vì Huyền My chưa đủ tầm để đảm nhận việc đó, nhà thiết kế Sĩ Hoàng nhấn mạnh. Nếu hoa hậu Đền Hùng Giáng My cho biết Huyền My trượt top 5 là bởi trước đó cô mắc một số lỗi cơ bản như chưa thực sự hòa đồng, diện lại đồ nghệ sĩ khác hay liên tục cao ốm, thì nhà thiết kế Sĩ Hoàng lại không hài lòng về thái độ của cô trong đêm chung kết. Nhà thiết kế chia sẻ rằng, đáng lẽ ra với cương vị của một thí sinh nước chủ nhà, kể cả khi không lọt vào vòng trong thì cũng nên đường hoàng ra chúc mừng người đoạt giải như các thí sinh quốc tế. Đằng này cô ấy đúng như một đứa con nít, khóc tức tưởi như bị xử ép, hình ảnh này đã đủ xấu mặt rồi. Trước hiểu lầm này, Huyền My đã lên tiếng chia sẻ lý do vì sao cô khóc. Tôi khóc vì đã làm mọi người yêu mến mình thất vọng. Mọi người đã kỳ vọng và yêu mến tôi rất nhiều. My đã khóc nhưng không phải buồn vì không đạt được giải cao mà vì cảm thấy đã khiến cho những người yêu thương và ủng hộ mình buồn và thất vọng. Rất nhiều bạn bè của My đã vượt qua quãng đường rất xa xôi để tới Phú Quốc ủng hộ My. Ngày hôm qua trời lại mưa khá to và nhiều khán giả ngồi bên dưới, trong đó có bạn bè của My phải mặc áo mưa để theo dõi đêm chung kết, khiến My rất xúc động. Huyền My lên tiếng về việc cô không khóc vì nghĩ bị xử ép mà do cảm thấy đã làm mọi người thất vọng. Ngoài ra, hình ảnh Huyền My cố chen chúc vào chúc mừng tân hoa hậu đã đập tan tin đồn cô chỉ biết khóc mà không hòa đồng thân thiện sau chung kết.